rồi mới giao trên giao Mai Nguyên nè, không có đường nối nè, tặng giao mới đổi là lớn, giao lớn rồi. Đâu đưa vô rảnh qua bắt vô dặn những giờ dính trước thì là tháo cái kia ra rồi mới dặn chặt lại. Không còn con trong này thì mình dặn sau cùng hết nào. Rồi đừng quay nữa, từ từ đi. Mấy công đoạn vậy thì ship lại thôi chứ không gì hết. Công đoạn này dễ rồi, quan trọng là cái kia nè. Tôi nói đã ghi vô luôn không? Cứ ghi âm vô rồi đó luôn không? Rồi. Chút xíu này lại tắt đi. Đó là rồi, chút xíu tôi chỉ cho mấy cái công đoạn quan trọng hơn.